Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ năm ngày mùng 3 tháng 6 năm 2021 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 23 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Nhâm Ngọ, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu. Và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh dương liễu mộc, ngày Nhâm Ngọ tức can khắc chi, nghĩa là thủy khắc với hỏa, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm dương liễu mộc kỵ tuổi bính tý canh tý, ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi canh ngọ, mậu thân, bính thìn thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày ngọ lục hợp với mùi, tam hợp với dần và tuất thành hỏa cục, xung với tý, hình ngọ, hình dậu, hại sửu, phá mão và tuyệt hợi. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi giáp tý, canh tý, bính tuất, bính thìn, tuổi xung trong tháng, tuổi đinh hợi, ất hợi, đinh mão. Vài các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thánh Tâm tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự, sao U Vi Tinh tốt mọi việc, sao Thanh Long Hoàng Đạo tốt mọi việc, sao Thiên Ân tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Hoàng Sa xấu đối với xuất hành, sao Trùng Phục kỵ về giá thú, an táng, sao Nguyệt Kiến chuyển sát kỵ về khởi công, động thổ, sao Ly Sàng kỵ về cưới hỏi. Và đặc biệt, ngày mùng 3 tháng 6 năm 2021, tức là ngày 23 tháng 4 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mùng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bun, dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính tây. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ năm ngày mùng 3 tháng 6 năm 2021, mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày mùng 3 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý đang có điềm báo, thường xuyên cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi do phải chịu tác động xấu của cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu gây ra. Bạn tuổi Tý, bạn đang có nhiều suy nghĩ cực đoan, tiêu cực, dẫn đến việc hành động cũng thiếu đi sự kiểm soát. Bạn cần phải hít sợ thật sâu để giữ bình tĩnh cho mình được tốt hơn. Và trong ngày này với bạn tuổi Tý, bạn cũng có thể nhận được nhiều sự quan tâm từ những đối tượng khác giới. Tuy nhiên, đa số không phải là những người chân thành muốn làm thân với bạn. Dù bạn đã lập gia đình hay là chưa, bạn cũng nên giữ khoảng cách với họ thì sẽ tốt hơn cho mình. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh, cho thấy với bạn tuổi Tý không gặp phải vấn đề khó khăn về tài chính trong ngày hôm nay.
Dù bạn có mức lương cao hay là thấp, chỉ cần bạn chi tiêu tiết kiệm thì bạn ắt sẽ có của ăn của để đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày cũng như là ứng phó với diễn biến bất chợt trong tương lai. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, căng thẳng, nóng nảy khi làm việc. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, suy nghĩ cực đoan khi gặp phải khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, không nên nhụt chí, từ bỏ một cách quá dễ dàng. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, giữ khoảng cách với người khác giới. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, chi tiêu tiết kiệm để thực hiện kế hoạch trong tương lai. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ năm ngày mùng 3 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ năm này, do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tư hại, các điều này sẽ làm cho bạn tuổi Sửu đang có những tính khí thất thường. Bạn không giữ được những hình ảnh chín chắn, cẩn thận như thường ngày nữa mà trở thành một người sẵn sàng gây gổ và thay đổi nhanh chóng tới mức khiến cho mọi người khó hiểu về con người của bạn. Với bà tuổi Sửu, cũng chỉ vì cái tính này cho nên bản mệnh thường mất đi sự kiên nhẫn khi làm việc, đặc biệt là đối với những công việc đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ cao. Có lẽ với bà tuổi Sửu đã bất mình phải chịu áp lực quá lớn trong khoảng thời gian vừa qua và bạn cần phải dành nhiều thời gian mấy ngày cuối tuần để bản thân mình được nghỉ ngơi, thư giãn, lấy lại tinh thần cho tốt hơn để bắt đầu một tuần mới làm việc đầy năng lượng. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có họa sinh cho Thổ Vượng. May mắn là nửa kia của bạn luôn là một người dịu dàng và thấu hiểu cho bạn. Nếu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì bạn tuổi Sửu phải tâm sự với người ấy, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Và hơn nữa, nửa kia có thể giúp cho bạn đưa ra những hướng giải quyết đúng đắn, hợp tình hợp lý nhất có thể nữa. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, tính khí thất thường khiến cho mọi người khó hiểu. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, hay thay đổi, không kiên định với mục tiêu. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, dễ mất kiên nhẫn khi thực hiện công việc phức tạp. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, làm việc quá sức, cần phải dành thời gian để nghỉ ngơi nhiều hơn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, tâm sự với nửa kia để tìm ra cách giải quyết vấn đề. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 14, số 67, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ năm ngày mùng 3 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Dần Ngọ Tuất phù trợ. Cái điều này sẽ làm cho bạn tuổi Dần luôn luôn nhiệt tình với tất cả mọi người và trong công việc nữa. Bạn tuổi Dần, bạn là người quyết đoán, cho nên nghĩ gì là lập tức bắt tay vào làm ngay. Song cũng chính vì vậy mà những quyết định của bạn lại thường khá hấp tấp và vội vàng. Trong ngày này với bạn tuổi Dần, bạn cần phải duy trì sự nhiệt huyết và kiên trì của mình trong suốt khoảng thời gian thực hiện nhiệm vụ. Bạn đừng chỉ hăng hái lúc mở đầu rồi về sau thành ra bỏ bê, lười biếng, thậm chí khiến cho người khác phải thúc giục bạn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho Hỏa Vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn tuổi Dần với nửa kia đang phát triển rất tốt đẹp.
Và với bạn tuổi Dần, bạn thường là người quyết định những công việc trọng đại trong nhà. Thế nhưng trước đó bạn không quên trao đổi ý kiến với người bạn đời của mình. Vài tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, nhiệt tình giúp đỡ tất cả mọi người. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, quyết định vội vàng, dễ mắc phải sai lầm. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, dễ bỏ dở những công việc khi gặp phải điều không như ý. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, gia đình hạnh phúc, các thành viên trong nhà có được sự hòa hợp. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, quan tâm tới suy nghĩ và cảm nhận của nửa kia. Vài đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 38, số 41. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường: màu xanh lục, màu xanh rêu. Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ năm ngày mùng 3 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Cái điều này sẽ làm cho bạn tuổi Mão cần phải chú ý tới việc quản lý về tài sản, tiền bạc của mình trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi Mão, nếu không cần thiết thì tốt nhất thì bản mệnh không nên chi tiêu quá hào phóng, nhẹ dạ cả tin mà rơi vào bẫy của những kẻ đối tượng lừa đảo. Và trong ngày này với bạn tuổi Mão, nếu như bạn đang làm những công việc như là kinh doanh, buôn bán, đầu tư thì cũng chớ nên đi tới quyết định về đầu tư vào thời điểm này, bởi có thể bạn sẽ chạm trán với những kẻ thù hoặc là những mối làm ăn bất lợi. Vì vậy với bạn tuổi Mão cần phải bình tĩnh để chờ đợi một thời điểm khác, thời cơ khác sẽ thích hợp hơn cho mình. Trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có chính quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy đối với những bạn làm công ăn lương lại phát huy được điểm mạnh của mình và có thể được phân công phụ trách những nội dung công việc quan trọng nữa. Vì vậy với bạn tuổi Mão cần phải cố gắng tiếp tục, bởi tương lai của bạn vô cùng sáng lạn. Vài tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, chú ý vấn đề về quản lý tiền bạc. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, chi tiêu tiết kiệm, không nên phóng tay cho những việc không cần thiết. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, không nên đầu tư, chờ đợi thời cơ khác sẽ thích hợp hơn cho mình. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, nghiêm túc trong công việc, không nên hài lòng với thực tại. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, tự tin hơn vào khả năng của mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 10, số 34, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh ngọc, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ năm ngày mùng 3 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này sẽ làm cho bạn tuổi Thìn dễ vơ rơi vào hoàn cảnh bạn bè, đồng nghiệp chia bè kết phái trong ngày hôm nay do những vấn đề liên quan tới lợi ích. Và với bạn tuổi Thìn, bạn nên xác định được lập trường của mình, tránh để bị kẻ xấu lợi dụng. Và khi xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp, với bạn tuổi Thìn cần phải giải quyết mọi việc bằng lý trí chứ không nên nghe theo cảm tính của mình. Đôi khi những điều bạn nhìn thấy hay là cảm nhận được chưa chắc đã là đúng đắn. Vì vậy, với bạn tuổi Thìn hãy quan sát vấn đề đa chiều hơn. Và trong ngày này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ của bạn tuổi Thìn với cha mẹ mình đang rất hòa thuận. Bạn biết rằng cha mẹ là người đi trước và là người có nhiều kinh nghiệm. Cho dù ý kiến của đôi bên có bất đồng thì bạn cũng không vội vàng phản bác mà trước hết là tôn trọng và lắng nghe ý kiến của cha mẹ.
Vài tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, dễ rơi vào hoàn cảnh bạn bè, đồng nghiệp chia bè kết phái. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, hãy xác định rõ lập trường của mình, đừng có để cho mình bị lôi cuốn. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, giải quyết mâu thuẫn bằng lý trí chứ không phải là bằng tình cảm. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, mối quan hệ gia đình có được sự hòa hợp. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, tôn trọng và quan tâm tới người thân. Vài đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 45, số 70. Giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường màu xám, màu cà phê. Quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Tỵ thứ năm ngày mùng 3 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho chúng ta thấy là công việc của bạn tuổi Tỵ trong ngày hôm nay đang có được báo hiệu tiến triển rất thuận lợi nhờ có được sự trợ giúp của tam hội phù trợ. Thái độ hòa nhã và ham học hỏi của bạn khiến cho bạn thường được nhiều người yêu mến, và với bạn tuổi Tỵ đang được lãnh đạo và cấp trên đánh giá cao và được quý nhân giúp đỡ trong ngày hôm nay cho bạn nữa. Và quý nhân có thể là người bạn, người đã quen biết trong suốt bấy lâu nay, người đó sẽ chỉ ra cho bạn hướng khắc phục những vấn đề đang còn khúc mắc ở hiện tại và những hướng đi phù hợp cho bạn trong tương lai. Vì vậy với bạn tuổi Tỵ, hãy khiêm tốn để lắng nghe những gợi ý của người đó. Và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày tốt để cho bạn thực hiện tất cả mọi công việc. Vì vậy, nếu như bạn đã lên kế hoạch thực hiện việc gì thì bạn nên thực hiện ngay, chớ nên chần chừ, do dự mà lại để lỡ mất thời cơ tốt đẹp đến với mình. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, được nhiều người yêu mến vì thái độ hòa nhã. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, gặp được quý nhân, nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, hãy nắm bắt lấy cơ hội đang xuất hiện trước mắt mình. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, thể hiện khả năng để khẳng định giá trị của bản thân mình. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, có được cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 23, số 49. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường màu tím, màu đỏ. Quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ngọ thứ năm ngày mùng 3 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Ngọ Ngọ tự hình. Cái điều này sẽ gây ra những tác động xấu cho bạn tuổi Ngọ trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Ngọ, vì bản tính hiếu thắng của mình, bạn không chịu được những lời nói kích bác của những người khác và sẽ đưa ra những quyết định cũng như là hành động nông nổi. Và với bạn tuổi Ngọ trong ngày này, bạn không thích nghe những lời phê phán mà chỉ thích nghe những lời khen ngợi, xu nịnh từ phía người ngoài. Tuy nhiên, với bạn tuổi Ngọ bạn cũng nên biết rằng những lời nhận xét chân thành của mọi người sẽ giúp cho bạn tiến bộ dần dần và chúng sẽ có giá trị còn hơn những lời khiên khách sáo nhiều. Ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ, nếu như có việc cần thiết phải xuất hành đi xa thì bản mệnh nên đi về những hướng tốt như là hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính tây. Đây là hai hướng sẽ giúp cho bạn gặp được nhiều may mắn và thuận lợi hơn trong công việc. Vài tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, tính tình hiếu thắng, không chịu được lời kích bác. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, quyết định nóng vội, dễ mắc phải sai lầm. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, thích được khen ngợi, không thích nghe những lời chê trách. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, nếu phải đi xa thì nên xuất hành theo những hướng tốt.
Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, chớ tin theo những lời xu nịnh của người ngoài. Vài đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11, số 59, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ năm ngày mùng 3 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Mùi đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này sẽ làm cho bạn tuổi Mùi đang rất vượng vận về đào hoa trong ngày hôm nay. Và nếu như bạn đang còn độc thân, bạn có thể sẽ nhận được lời mời làm quen với người khác giới. Bạn tuổi Mùi, bạn cũng cần phải cởi mở hơn trong giao tiếp với mọi người, bởi biết đâu bạn sẽ tìm được người phù hợp với mình thì sao? Và ngày này, nếu như bạn tuổi Mùi đã lập gia đình rồi, thì bản mệnh có được một ngày yên bình. Bạn và nửa kia rất yêu thương nhau, cho nên luôn bàn bạc và giúp đỡ nhau trong mọi công việc ở nhà. Khoảng thời gian ở nhà chính là khoảng thời gian cho hai bạn được thư giãn thực sự. Tuy nhiên, trong công việc với bạn tuổi Mùi ngày thứ năm này lại đang có sự xuất hiện của kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Mùi lại đang rất nóng vội và đôi khi ăn nói cũng như là cư xử quá thẳng thắn. Điều này sẽ khiến cho bạn có nhiều khi khiến cho bạn gây mất lòng người khác, ảnh hưởng không tốt tới sự phát triển tương lai sự nghiệp của bạn về sau này. Vài tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, vượng vận về đào hoa, hãy mở lòng mình hơn với mọi người tiếp cận mình. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, có được cơ hội gặp được người trong mộng. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, yêu thương và giúp đỡ nửa kia trong công việc. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, cẩn thận khi giao tiếp với cấp trên và đồng nghiệp. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, ý thức được vị thế của mình, không nên làm mất lòng người khác. Vài đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 37, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thân thứ năm ngày mùng 3 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có thực thần phù trợ. Cái điều này sẽ làm cho bạn tuổi Thân dễ phát tài trong ngày hôm nay, và nhất là đối với những ai đang làm nghề tự do và đã cố gắng hết mình trong suốt thời gian vừa qua. Bạn tuổi Thân, bạn sẽ được hưởng thành quả xứng đáng với những gì mà mình đã bỏ ra. Với bạn tuổi Thân, bạn tính ôn hòa và rộng rãi chính là nguyên nhân khiến cho bạn được nhiều người yêu mến. Bạn dễ gây được ấn tượng tốt với mọi người ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, và hôm nay là ngày thích hợp để cho bạn mở rộng các mối quan hệ xã giao với mình. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân cũng đang gặp ngày có họa khắc với Kim. Cái điều này lại không tốt cho mối quan hệ giữa bạn với nửa kia. Hai bên có thể sẽ hiểu nhầm nhau về một số vấn đề nào đó. Vì vậy, với bạn tuổi Thân, đừng có vội nóng giận và quy hết trách nhiệm cho ai. Hãy bình tĩnh nói chuyện với nhau để hóa giải những xích mích không đáng có. Vài tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, dễ phát tài nhờ công việc kinh doanh, buôn bán. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, thu nhận thành quả vì những gì mà bạn đã cống hiến. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, tin tưởng vào tương lai và cố gắng hơn nữa. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, nên mở rộng mối quan hệ, không nên khép mình. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, hiểu lầm nửa kia, đôi bên cần phải bình tĩnh trò chuyện. Vài đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc
5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 9, số 36, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ năm ngày mùng 3 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có thương quan giáng họa, cái điều này sẽ làm cho mối quan hệ của bạn tuổi Dậu với lãnh đạo trở nên căng thẳng vì những quan điểm bất đồng. Bạn tuổi Dậu, bạn là người có chí khí, đừng để cho những hành động thiếu kiềm chế của mình gây ảnh hưởng tới tương lai, sự nghiệp của mình về sau này. Và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu, những bạn làm nghề tự do, kinh doanh buôn bán, đầu tư cũng cần phải cực kỳ cẩn trọng. Nếu không, dễ rơi vào hoàn cảnh làm ăn bị thất thoát, tốt nhất là bản mệnh không nên ký kết hợp đồng vào ngày hôm nay mà cần phải bình tĩnh chờ đợi một thời cơ khác sẽ thích hợp hơn cho mình. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày có họa khắc với kim, cái điều này cho thấy về mối quan hệ tình cảm của bạn tuổi Dậu đang phát triển không được như ý muốn. Bạn tuổi Dậu, bạn không nên đi tới những quyết định quá vội vàng khi còn chưa chắc chắn với cảm xúc của mình. Quá vội vã chỉ khiến cho bạn dễ chuốc lấy tổn thương mà thôi. Vài tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy có thái độ làm việc chăm chỉ, cần cù và cẩn thận. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa nhận được phần thưởng ngoài ý muốn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ làm ăn, kinh doanh có được lộc lớn. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc không nên đưa ra những quyết định quá vội vàng. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim lắng nghe cảm xúc của chính bản thân mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 40, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ năm ngày mùng 3 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, cái điều này sẽ giúp cho bạn là người dám nghĩ, dám làm, không ngại ngần đối diện với những khó khăn, thách thức. Tuy nhiên với bạn tuổi Tuất, bạn lại không nên tự đẩy mình vào hoàn cảnh bị cô lập. Bạn cần phải tiếp xúc với mọi người nhiều hơn, bởi không phải việc nào cũng có thể hoàn thiện nếu chỉ có một mình bạn. Và trong ngày này, nếu như bạn tuổi Tuất là người lãnh đạo, thì bạn nên quan tâm tới tâm tư, tình cảm của nhân viên nhiều hơn. Đừng quá độc đoán, chuyên quyền, bởi đó chính là chướng ngại, khiến cho công ty không thể nào phát triển. Bạn cần phải lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh nhiều hơn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng, cái điều này làm cho bạn tuổi Tuất đang có được một mái ấm rất hạnh phúc. Nếu như bạn đã kết hôn thì hẳn người ấy sẽ luôn thấu hiểu và thông cảm với những hành động của bạn, cho dù bạn có nóng nảy và làm cho người ấy phật lòng đi chăng nữa. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, dám nghĩ dám làm, không ngại ngần đối diện với những khó khăn. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, không nên tự cô lập bản thân mình với người khác. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, nửa kia thấu hiểu và thông cảm cho bạn. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, được nhiều người quý mến vì bản tính ôn hòa, rộng rãi. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, nên lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh nhiều hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 17, số 66, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Tuất.
Tử vi tuổi Hợi, thứ năm, ngày mùng 3 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ năm này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Hợi đang gặp ngày có thủy khắc với hỏa, cái điều này sẽ làm cho bạn tuổi Hợi dễ gặp phải những điều không như ý trong các mối quan hệ xã hội. Với bạn tuổi Hợi, không phải lúc nào bạn đối xử tốt với người ta thì người ta cũng đối xử với bạn tốt như vậy. Bạn tuổi Hợi nên xác định trước tinh thần như thế để không trở nên quá thất vọng hoặc là bị tổn thương vì chuyện này. Trong gia đình, mối quan hệ giữa đôi bên cũng không được như ý muốn, hai người tỏa ra khá lạnh nhạt với nhau. Và với bạn tuổi Hợi, bạn cần phải tìm hiểu nguyên nhân của sự rạn nứt này là gì và hàn gắn ngay khi còn kịp, đừng có nên bỏ mặc mọi chuyện, muốn tới đâu thì tới. Về phương diện tài lộc của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này, bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy rất có thể bạn sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá dựa vào công việc làm thêm hoặc là dựa vào vận may của chính mình. Bạn tuổi Hợi nên lấy đây làm động lực để cho bạn không ngừng cố gắng trong tương lai. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, các mối quan hệ xã hội không được như ý. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, vợ chồng lạnh nhạt, có dấu hiệu rạn nứt. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, hãy có trách nhiệm hơn với gia đình. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, nên hành động lý trí, chớ để cho cảm xúc lấn át. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, nhận được một khoản tiền kha khá từ công việc làm thêm. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 50, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dần, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và gặp lại.